cào đây thì em chia ra cho thầy dạy em và em cũng làm, em chia ra 3 đoạn cho nó dễ cào. Thì đơn giản em xoa dầu ra đều rồi đã này. Tán cái dầu ra đều. Cái dụng cụ này là thầy ở đây bán luôn đấy. Gọi là cái gì ở đây? Cái cào thôi ạ. Đấy. Cào nhỏ thì em cào thứ nhất là một đường ở đây và một đường ở đây. Em cào liên tục trong khoảng 30 lần. Nhẹ nhàng. Làm như trò chơi thế ạ. Đây, đây lúc đầu tiên em về em bảo là đây là cái trò chơi của trẻ con, nhưng mà hiện trần này rất là, kể cả cái dụng cụ rất là đẹp. Mẹ nhà em thì nó lấy tất tần tật những thứ gì em mang về nó bỏ ra nó quẹt. Nó chọc trên mặt, nó cào trên người. Nhưng mà thầy ơi, thầy dạy em như thế này, nhưng mà em còn ăn cắp thêm một cái nữa. Đang gì? Em ăn cắp thêm một cái nữa là em biến tấu. Là em khi mà cái cao dầu nó còn này này, thì em xoa luôn và em vuốt luôn cả cái bàn chân luôn. Tí nào luôn. Tay dẻo đấy. Bây giờ thì dẻo lắm rồi đấy. Cào có nghề rồi. Cào nhiều. Mà em đi đâu mà em nhìn thấy ai có bệnh em sướng lắm. Em chỉ thích cái chăm là em muốn nhảy vào làm thế trưởng bạch. Nhưng mà không sướng bằng khi làm cho người ta khỏi sướng. Đúng rồi, người ta khỏi. Tay chân chị bị chai chân à? Chai. Chị làm bao không? Thì cho nó dễ cào nhé. Mai treo biển chữa lành chân ra chuyển từ đầu. Chân chị cũng đấy là khoảng 30 lượt thì chị làm như thế nhá. Và sau khi đấy ngày làm mấy lần? Em thực ra là nhà em bận, em chỉ làm mỗi lần buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Và khi mà dầu nó còn ở trên tay này, ở trên này, thay vì rửa vứt đi thì em lấy tay chân chị hơi bị ấy thì em tính không ấy nhé. Xong bắt đầu em vuốt. Em vuốt cho nó nắng cái gan bàn chân đây. Thì đơn giản thế thôi. Và cái tay này cũng thế. Đây là cả tay cả chân, lạnh vâng, tay chân. Chữa lạnh tay luôn. Bữa trước là chị bị lạnh ở tay, lạnh ở chân. Em bị lạnh cho nên là tay này thì không lạnh, tay ấm nhưng mà chân không lạnh. Nhưng mà đây thì đằng nào thầy cũng ấy thì em là người có liên quan. Tay chị ngắn này chắc chỉ cần 2 thôi, cần 3 thôi. Tay em dài em cần đến 3 thôi. Cứ cạo hết là được đúng không? Chị làm mấy cái này cạo hết. Chữa lạnh tay này. Chữa lạnh tay. Như chị Thủy, chị làm cho chị thì mấy ngày thì thấy ấm. Em à? Em làm, thực ra làm xong là em thấy nó rực rực người lên là em đã thấy khoái luôn. À, vì cái này là kể cả không bệnh thì mình làm mùa đông này cũng tốt. Chị làm ấm chân. Chân chị ấm? Em làm chỉ khoảng đấy, em cào như thế này và em đánh lên là nó đã nóng rồi, và đến hôm sau em trải nghiệm là em đo luôn máy sáng hôm sau em vẫn còn đo nữa, đo nhiệt độ, đo thân nhiệt luôn. Vâng, vì nhà em sẵn kiểm tra luôn nên là em thể biết chính xác được luôn này. Thử nghiệm luôn, mình cảm nhận cũng được. Mình dùng không, em phải dùng cho cụ thể luôn chứng minh máy giáo sư cho máy có to không ạ? Giáo sư phải là có số cụ thể đúng không? Cái máy có to không chị? Máy không, máy nhỏ à? Thế thôi hả? Máy điều khiển, máy chỉ máy nó giống như cái điều khiển nhỏ nhỏ mà con nhỏ hơn cái điều khiển thân nhiệt rồi. Xong rồi chị sẽ là kiểm tra cả sốt xếp các thứ về may gáy luôn, về em ứng dụng luôn. Đấy làm được luôn. Thế xong nhá, khi mà còn đây này thì em cũng xoa tiếp như thế này, tự tay mình xoa lấy thôi, ấm chân đấm tay lên. Không khác gì thầy thế. Dẻo. Em ngồi đây không biết ai là thầy. Hôm thứ bảy chủ nhật vừa rồi thế, hôm mấy hôm đến chia sẻ thành cứ ngồi dưới, bây giờ không biết thằng nào là thầy. Vui lắm. Đấy này nhìn thấy bác nào tóc bạc bạc. Hoặc bây giờ, hoặc như đấy thì các ông với Toàn là ông lớn tuổi hơn mình. Bây giờ hai chân là như thế này. Bây giờ nhiều tiền hôm nay chẳng hạn là chia sẻ lại. Sở chân lạnh nhỉ? Từ đây đến đây chị mới chia ra chân kia. Chị đỡ chưa? Chị thì có đỡ không? Cũng thấy người nóng nóng như chẳng hạn. Ừ. Cho nên biết chỗ này có cái việc dụng cụ tiền đó. Tí là chị xoa xong đi rửa tay. Tí hướng dẫn chị tự xoa chân. Đúng rồi, chị tự rửa xoa đi. Thôi, em sẽ làm luôn cho chị. Đây là chữa lạnh chân nhá. Chữa lạnh chân. Tay giả lắm. Tay rất là mềm. Lúc đầu cứng lắm. Cào. Làm là nó quen thôi mà. Làm cho mình vài lần quen.
cái chút lực nào nữa. Không, nhẹ, rất là nhẹ. Tất cả mọi động tác của Diệp Trần nó rất là nhẹ nhàng, làm chơi em thật. Làm chơi em thật. Mọi thứ rất nhẹ nhàng. Thì ngày xưa khi mình đi học cách đây hơn chục năm ấy, mình với anh bạn thì anh rất là đô con, anh là con nhà võ. Anh rất là có sức mạnh, thì cuối cùng anh đi theo cái phương pháp gọi là bấm huyệt theo thầy võ của Hoàng Yên ấy, thì dùng lực rất là nhiều. Còn mình thì lại đi theo Diệp Trần nó rất là nhẹ nhàng. Tức là tính cách của từng người nó lại đi theo từng môn phái. Cho em đâu cũng đây nhảy không chị Na chị sờ chị bấm vào đâu em cũng thấy đau. Tức là chị chỉ bảo chị chưa dùng lực một chút nào mà đụng vào chỗ nào em cũng đau. Nhạy cảm mà. Hôm nay chỉ còn 2-3 hôm chờ đến ngày về khỏi. Không phải ngâm nữa. Ngâm. Không chị cứ để nữa. Một cái nọ cao này, nọ cao này. Cây giò này, cây chiếc giường này. Tôi nào đi ngủ chỉ mất khoảng 5 tôi phút đến đây này, em là tính em tiết kiệm này chị này. Mất khoảng 5 phút thôi, chân sẽ ấm đi ngủ luôn. Đây chị tự vuốt cho. Chân này giống đất cả sẵn. Lấy cái cũng vuốt như giờ này. Đấy là bác sĩ là mình thế đấy. Không sợ bẩn. Ấm rồi. Vì phong thái của chị Thủy này là thầy thuốc. Không được thể. Thì trong gia đình thì bạn bè mình cứ chủ yếu là do mình và đây cái này là em tự sáng chế ra, ví dụ như bàn này em cứ phải ngửa và em mỏi quá rồi thì em làm cái cục chó này và em vào cái xanh này luôn cho này nó buồn là dày vào cái giữa chân đấy ở đây thì chị làm cho nó dễ làm thôi em. Dây xuôi được, dây ngược được không? Đánh cho nó làm cảm giác cho nó nóng. Chân là chân ấm lên. Chị thấy ấm chưa? Đấy, ấm lên rồi. Em xem mà chị. Trên ở dưới ấm, trên vẫn lạnh lạnh. Nó phải ngấm dần dần chứ đúng không? Thật đấy lạnh nhở, đây lạnh lắm. Cái gan bàn chân này chị ấm là nó sẽ thấy mà cứ chạm vào ai là người dãy lẩy lên ý. Lạnh kinh khủng luôn. Nhiều người chị lạnh thật, lạnh lắm. Chân đấy, mà chữa cả cái mùa năm ngoái cũng ngâm, ngày nào cũng ngâm. Tối lạng không? Chả thấy làm sao cả, ngâm có khi nó còn kiểu như lẻ hết cả chân ra, kiểu nước ấm nóng à. Không lên được. Không thể ấm được chân. Chữa ở đây là tay. Nhưng mà chân lạnh lắm. Nhưng mà không thể làm.